Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bim Bim Bap Bap. Ngày hôm nay Bác sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện creepypasta. Câu chuyện đầu tiên có tên là Đèn Ngủ. Ở trong cái câu chuyện đầu tiên này lại là hai cô gái, và hai cô gái này chơi với nhau rất thân. Đến khi mà học đại học thì vẫn học chung trường, và hai người đã quyết định là ở chung một cái ký túc xá. Thì hôm đó là cái đêm mà hai người cần phải học bài để mà kiểm tra, bởi vì qua ngày hôm sau là có một cái bài kiểm tra rất là quan trọng. Một cô thì rất là lười và cô ấy không có muốn học bài để mà kiểm tra, kiểu như là cô cũng học sơ sơ, không học kỹ lắm. Thì cô mới nói là cô mệt quá, cô ngủ ở trong phòng. Còn cô còn lại thì cô siêng hơn, tại vì cô muốn là học cho thật là kỹ để mà ngày hôm sau kiểm tra được điểm cao hơn. Vì vậy cho nên á, cái cô mà siêng á, cô mới đi ra bên ngoài của học. Chỉ có một phòng thôi mà nếu như mà cô này học ồn ào thì sợ bạn của mình không ngủ được. Vì vậy cho nên á, ở đằng trước cái chỗ mà cái cô đó ở ấy, có một cái phòng để mà học riêng nữa. Cho nên cái cô gái quyết định mà thức để mà học, mới đi ra đó học, đem sách vở ra ngoài đó ngồi học. Thì đang học và đang làm bài thì lúc đó khoảng chừng cũng nửa đêm mà cũng tầm 1-2 giờ rồi. Thì cổ mới sực nhớ ra có một cái cuốn sách cổ cần phải kiếm, mà cái cuốn sách đó thì lại để quên ở trong cái phòng rồi, để quên trong phòng ngủ của hai người rồi. Và cổ còn nhớ là cái cuốn sách đó cổ để ở trên bàn, ở gần cái giường của cổ á. Thế là cái cô mà cổ đang học bài á, cổ đành phải ngừng lại rồi cổ đi vô trong phòng để mà kiếm cái cuốn sách đó để ra học. Khi mà đi vào trong phòng thì cô này nghĩ là cái bạn kia của mình đang ngủ cho nên không có muốn đánh thức dậy. Cổ mới cứ rón rén đi vô mà không có dám làm mạnh, sợ bạn của mình dậy thì ngày hôm sau là sẽ không có thức dậy đi học nổi. Cho nên cổ cứ làm mọi chuyện khe khẽ như vậy. Cái lúc mà cái cô này đi tới cái bàn á, rồi kiếm sách, thì cô này cổ mới nghe một cái tiếng thở thì khá là nặng nhọc. Thì cô tưởng đâu là bạn của mình thức dậy rồi, cho nên cổ mới kêu tên bạn mình. Thì kêu mà không có dám kêu lớn các bạn, bởi vì cái kiểu kêu mà mình không biết là người kia đã ngủ hay là còn thức, mình kêu nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là bắp đi, nhớ mình kêu là bắp ngủ chưa, bắp còn thức hả, thì hỏi thì hỏi giống vậy thôi. Cái người kia nếu mà còn thức á, mà nghe cái tiếng mình hỏi nhỏ nhỏ thì sẽ trả lời, còn nếu như mà người đó ngủ thì mình hỏi nhỏ như vậy cũng không có quấy rầy giấc ngủ của người kia. Thì cái cô này cô cũng kiểu như là hỏi như vậy, mà lúc mà cô kêu tên cái bạn của mình thì cũng không thấy bạn mình trả lời, vẫn nghe tiếng thở mà có vẻ như là tiếng thở hơi khó nhọc một chút. Thì cô này cô vẫn đi kiếm sách, mặc dù biết là ở trên bàn nhưng mà vẫn lục lọi kiếm một hồi á, thì cũng không có ra cuốn sách. Thì cô mới nói là mình mở đèn lên được không. Cái hồi nữa cũng không nghe trả lời các bạn. Thì chắc là cái cô này cũng mới thở dài, thì nói là chắc là bạn mình ngủ say quá mà giờ cũng không dám mở đèn luôn. Thì cô cố gắng lục lọi cái cuốn sách đó. Tìm một hồi á, thì cuối cùng á, cô cũng tìm ra cuốn sách các bạn. Sau đó thì đi ra ngoài học. Cô này cô tính là học nguyên một đêm luôn các bạn. Chuyện học xong rồi á, thì chạy đi kiểm tra luôn chứ không có quay trở lại phòng. Cô này cô học nguyên đêm, xong rồi tới sáng cũng như dự định các bạn. Học xong là chạy đi lên trường, đi lên cái lớp đó để làm bài kiểm tra. Thì cô đi lên tới lớp cũng không thấy bạn mình tới. Ban đầu cô nghĩ là chắc là bạn mình tới trễ, nhưng mà tới khi mà làm xong bài kiểm tra và nộp, tất cả mọi người đều về hết rồi cũng không thấy bạn mình đâu hết. Thì cô này cũng mới, ủa sao bạn mình hồi tối nó đi ngủ sớm lắm, để mà sáng hôm nay nó có thể dậy sớm để mà đi tới đây để làm bài kiểm tra, mà tại sao bây giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu hết. Cô mới rất là lo lắng và cô chạy về phòng ngay lập tức để mà kiếm bạn mình. Thì khi mà chạy về trong phòng, mở cửa phòng ra, cái phòng mà tối hôm qua cô đã không có mở đèn để mà đi vô kiếm sách đó các bạn, mở ra thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng ở trong đó. Người bạn của cô vẫn nằm trên giường bất động và máu chảy lênh láng ướt khắp giường luôn. Và cô bạn đó đã bị giết một cách kinh khủng. Cái điều kinh khủng khiếp hơn nữa là khi mà cô từ từ xoay lưng lại và nhìn vào cái bức tường đối diện, có một cái dòng chữ được viết bằng máu ở trên đó, và đọc xong á là lạnh cả sống lưng luôn, muốn xỉu luôn các bạn, đứng không nổi luôn. Cái dòng chữ đó ghi là: có phải là mày cảm thấy rất may mắn khi mày đã không bật đèn ngủ lên không? Trời ơi, cái lúc đó là chứng tỏ cái lúc mà bạn của cô ấy bị giết á, là cô ấy ở trong phòng, là ngay cái lúc á mà cô đi vô cô tìm sách, là tên hung thủ có thể là lúc đó đang ở trên giường và bịt cái miệng của bạn của cô kia lại, hoặc là đã giết rồi, có thể là đã giết rồi, cũng có thể là chưa giết mà bịt miệng cái cô bạn kia lại thôi. Thì một trong cái hai hoàn cảnh nó sẽ xảy ra, và bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy rất là kinh khủng khiếp và tội nghiệp cho cái cô bạn kia. Cô bạn kia hả, nếu như mà bị bịt miệng, biết bạn mình kêu cứu cũng không kêu được, hoặc là bị trói tay trói chân gì đó cũng không kêu được, hoặc là đã giết rồi, thì khi mà giết rồi cái tiếng thở nặng nhọc đó thì có thể mà cái cô học bài đó cũng nghe là cái tiếng thở của tên sát thủ. Mà lúc đó cô cứ hỏi mấy lần luôn các bạn, mình mở đèn lên được không. Mà lúc đó mà cô mở đèn lên, cô thấy được mặt của tên sát thủ là cô sẽ bị giết. Cô không biết cái tên sát thủ đó vào bên trong đó, tại sao, nguyên nhân vì sao lại giết cái cô bạn kia, không biết là ăn trộm hay là thù địch gì đó mà giết cái cô bạn kia. Có thể là biến thái nữa cũng không chừng, nếu mà một người giết xong rồi còn ghi lại, dùng máu của cái người đã chết ghi lại ở trên bức tường, là có phải là mày cảm thấy may mắn vì mày đã không bật đèn lên hay không. Nhưng mà đúng là cô đó may mắn thiệt, nếu mà lúc đó bật đèn lên là xong, tiêu tùng rồi. Đó là cái câu chuyện kinh dị đầu tiên. Và câu chuyện kinh dị kế tiếp theo có tựa đề là Con trăn là vật nuôi.
một người phụ nữ nuôi một cái con trăn giống như là vật nuôi ở trong nhà. Bình thường người ta nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà, nuôi vịt. Còn bà này á, bà chơi cái level cao hơn, bà không có nuôi những con đó, bà nuôi một con máu lạnh, bà nuôi con trăn các bạn à. Thực tế là có rất là nhiều người Mỹ nha, người ta nuôi trăn ở nhà, nuôi trăn, nuôi rắn và cho nó bò vòng vòng ở trong nhà rất là kinh dị. Và riêng cái câu chuyện ngày hôm nay, mặc dù là đọc nửa chừng là Bắp đã biết cái kết quả nó như thế nào rồi, nhưng mà càng đọc thì mình lại càng tức cái bà mẹ, tức kinh khủng khiếp các bạn à. Và câu chuyện nó như sau. Có một người phụ nữ, bà đặc biệt thích các loài bò sát và đặc biệt là thích rắn, thích trăn. Và khi mà bà đi ra cái cửa hàng bán những cái con thú cưng á các bạn, thì bà thấy có một cái con trăn mới về rất là đặc biệt và bà đã mua cái con trăn đó về. Cái con trăn đó dài 12 feet, 12 feet là tầm khoảng chừng 3m6. 3m6 là nó to và nó dài cực kỳ luôn các bạn. Vậy mà bà đem về nhà bà nuôi. Bà nuôi, bà làm thú cưng ở trong nhà. Cái người đàn bà đó thì sống có một mình thôi với một đứa con trai nhỏ ở nhà. Thì thường á, bà sẽ giữ cái con rắn đó trong một cái bể dành riêng cho nó ở trong phòng khách. Nhưng mà cái con trăn này nó to lắm và nó khá là thông minh nữa. Nó thường hay trườn ra ngoài khỏi cái bể đó rồi nó bò vòng vòng khắp nhà các bạn. Mà nó cũng thường xuyên chơi với con của bà này nữa. Và bà thấy là cái con của bà có vẻ như là cũng thích cái con trăn này. Vì vậy cho nên bà rất là an tâm khi thấy con của bà chơi với cái con trăn này. Mới ban đầu thì bà còn hay bắt cái con trăn quay trở lại cái bể lúc mà nó bò ra. Nhưng mà riết rồi cái bà thấy là thương cái con trăn này các bạn. Bà nói là cái con trăn này nó cũng bự lắm. Mà cái bể đó thì lại nhỏ. Nhiều khi chung vô đó thì nó lại khó chịu. Cho nên bà hay đem nó ra bên ngoài và cho nó bò vòng vòng ở trong nhà luôn á. Rồi cái bà này bà bị bịt với bị cái gì á các bạn. Bà tưởng tượng tới cái cảnh mà nguyên một cái con trăn nó bò nó nằm một đống ở trong nhà thì thấy ớn rồi. Cái bà này bà lại còn thương con trăn này, lo cho con trăn này và không nghĩ cái gì khác ngoài cái con trăn này thôi. Vào một buổi sáng nọ, người phụ nữ này chợt nhận ra cái con trăn của bà không chịu ăn các bạn. Bình thường á thì đưa đồ ăn vô nó ăn bình thường không sao hết. Tự nhiên ngày hôm nay sáng đó nó không ăn. Thế là bà này bà cũng hơi lo và nói ủa sao hôm nay con này nó không ăn. Và kế tiếp 3 ngày sau đó cái con trăn đó vẫn không ăn một miếng đồ ăn nào hết. Thì bà cảm thấy bắt đầu lo lắng cho cái con này, không biết là nó có bị bệnh gì không, hay là mình chăm sóc nó không có tốt, hay là đồ ăn không ngon gì đó. Sau đó bà mới gọi cho bác sĩ thú y, bà hỏi là con trăn nhà tôi là tôi đang nuôi tự nhiên nó lại ngừng ăn, nguyên nhân vì sao và tôi rất là lo lắng cho cái con trăn này, tôi có nên đem cái con trăn này đi lên cái chỗ của bác sĩ để mà cho bác sĩ coi hay không. Cái vị bác sĩ thuốc y kia mới trả lời là cũng tùy vào trường hợp thôi. Trong tự nhiên, rắn và trăn là một cái loài động vật có thể sống trong một khoảng thời gian dài mà không cần tới thức ăn. Đôi khi thì chúng sẽ tự bỏ đói bản thân để chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn. Có một số trường hợp, rắn và trăn cũng cảm thấy nhàm chán với những cái đồ ăn mà chúng hay ăn cho nên chúng muốn thay đổi khẩu vị. Chúng rất muốn thay đổi thực phẩm và không muốn ăn cùng một loại thực phẩm quá lâu trong một khoảng thời gian dài. Sau khi mà nói chuyện với bác sĩ xong như vậy rồi, các bạn cũng biết cái kết quả rồi đúng không? Rõ ràng là nó đang nhịn đói để chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn. Mà cái bà này bà không có nghĩ tới cái đó các bạn. Bà bị cái gì á, bà cúp máy rồi bà chỉ lo là làm cách nào đó để cho con trăn của bà ăn lại thôi. Thế là bà đi mua quá trời đồ ăn mới về cho cái con này các bạn. Bà mua đủ thứ đồ ăn loại mới về cho trăn, cho rắn. Có nhiều loại rất là đắt tiền bà mua về cho nó ăn mà nó vẫn không ăn các bạn. Mấy ngày liền nó không ăn luôn. Vài ngày sau đó cái con trăn đó nó vẫn không ăn. Một đêm nọ cái bà đó bà đang ngủ, cái bà giật mình bà thức dậy, bà thấy cái con trăn nằm kế bên bả luôn các bạn. Trời ơi, gặp Bắp là Bắp hú hồn chim én rồi. Có một con trăn nằm kế mình. Còn bà này bà bình tĩnh lắm, bà nhìn qua con trăn, lúc này bà còn lo lắng nữa, bà nhìn ủa sao cái con này nó nằm ngủ mà kỳ quá. Nó nằm nó ngủ mà con trăn thường thường sẽ cuộn lại để ngủ, trời sao mà Bắp ghét, Bắp sợ rắn, Bắp sợ trăn lắm. Mà kể cái con này vừa kể Bắp vừa tưởng tượng, Bắp vừa thấy ớn luôn á các bạn. Nó nằm dài xả lai, dài thẳng sọc như vậy nè. Nằm song song với bả. Bình thường là trăn với lại rắn thì nó sẽ cuộn lại, còn không hiểu vì sao con này nó lại nằm dài sập ra như vậy. Thì bà này bà mới nhìn nó, bà mới thấy ủa chắc con này nó đang ngủ thôi. Bà cũng lo nữa, bà nói ủa sao con này nó ngủ kỳ quá vậy. Nhưng mà bà cũng không để tâm về vấn đề đó các bạn. Vài ngày sau thì cái con trăn của bà vẫn không ăn. Hôm đó là bà ở trong bếp bà nấu đồ ăn, bà nhìn ra ngoài vườn bà thấy con trai của bà chơi với con trăn. Mà không hiểu nguyên nhân vì sao á, tại vì lúc đó là con trai của bà chơi một hồi nó mệt quá, nó nằm xả lai ra ngoài cái bãi cỏ. Con trăn lúc này nó cũng nằm xả lai ra bãi cỏ, nó nằm dài và dọc song song với lại đứa con trai của bà. Thì bà mới nhìn một hồi bà mới nghĩ là trời, con trăn này chắc là nó sắp chết rồi. Rồi bà mới gọi điện cho bác sĩ, bà hỏi bác sĩ một lần nữa. Tại vì bà thấy là chắc chắn một điều là nó sắp chết và bà phải gọi bác sĩ để bà lấy hẹn bà đi lên để mà đem cái con trăn đó lên cho bác sĩ coi. Khi mà bà gọi điện cho cái người bác sĩ thú y này, là người này cũng quen biết bà các bạn, bà mới nói là hồi bữa tôi gọi á, nói về cái chuyện con trăn của tôi không có ăn, bây giờ nó cũng không ăn nữa, bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi sợ là nó sắp chết rồi. Cái ông bác sĩ ông mới nói là không sao, đừng có lo lắng, trăn với rắn là tụi nó sống dai lắm, không chết nổi đâu. Nhưng mà nếu như mà đến cuối tháng nó vẫn không ăn thì hãy mang nó đến văn phòng của tôi và tôi sẽ xem là nó như thế nào. Sau đó thì bà này bà mới nói là nhưng mà có một điều rất là kỳ lạ nữa.
Vào đêm hôm bữa khi mà tôi đang ngủ thì tôi thức dậy, tôi thấy nó nằm kế bên cạnh giường tôi. Nó thì nằm cứng đơ ra, toàn thân cứng đơ và duỗi thẳng. Thì như vậy thì nó có sao không bác sĩ? Cao bác sĩ ông nghe thấy cái đoạn đó, ông nói trời, không được rồi, nguy hiểm rồi. Bà này bà mới nói là cái gì vậy bác sĩ, cái chuyện gì? Cái ông đó ông mới nói là bà phải lập tức đi ra khỏi cái con trăng đó, bà phải đem tất cả mọi người tránh xa cái con trăng đó ra, càng xa càng tốt. Bà này bà mới nói là chuyện gì, tôi đã làm cái gì sai, chuyện gì xảy ra với con trăng của tôi? Cái ông đó ông mới nói là cái con trăng đó nó đang đò bà đó, nó đo thử coi là bà dài bao nhiêu để mà nó ăn. Trời ơi, lúc này bà nghe xong tới đó là bà tá hỏa tâm tinh nhìn ra ngoài sân. Nhìn ra ngoài sân lúc này là quá trễ rồi các bạn. Cái mà bà nhìn thấy là một nửa còn lại của con trai của bà, còn một nửa phần còn lại đã ở trong miệng của cái con rắn, nó đang nuốt con trai bà vào trong bụng. Và phần còn lại bà thấy chỉ là một cái cặp giò của con trai của bà còn ló ở ngoài miệng của cái con trăng này. Và khi mà bà nhìn á là con trăng nó nuốt trọn con trai bà vào trong bụng luôn á các bạn. Cái bà này bà bị khùng các bạn, đọc tới đây mà càng đọc mình càng tức cái bà này. Trời ơi, cái gì mà bà cứ lo cho con trăng của bà, là bà sợ trăng của bà chết, bà sợ trăng của bà bị cái này bị cái kia, mà bà không có nghĩ là cái mối nguy hiểm rình rập ở trong cái nhà của bà. Tại sao có thể nuôi một cái con vật nguy hiểm như vậy ở nhà mà lại không có nghĩ tới những cái sự an toàn của những người trong nhà chứ? Nhiều khi á mình thấy người ta nuôi thực sự á là mình nói là mình nuôi một cái con vật nào đó, nếu mà mình không làm hại nó thì nó sẽ không làm hại mình. Thường người ta sẽ quan điểm là như vậy. Đặc biệt á, nếu như là một cái loài máu lạnh, bò sát, nếu mà nó không cảm nhận được cái mối đe dọa thì nó cũng sẽ không có làm hại mình. Thì nhiều người sẽ nói là như vậy. Nhưng không các bạn à, bác vẫn không tin tưởng vào những loài động vật một tí nào luôn á. Đừng nói là trăng, chó nó cũng có loài nó quay lại nó cắn chủ nữa nha. Không biết nguyên nhân vì sao nhưng mà cũng có một số loài nó nguy hiểm và nó quay lại nó cắn chủ. Huống chi là cái con trăng là một cái con máu lạnh và không thể nào mà mình có thể huấn luyện nó được. Cho dù là chỉ có cơ hội 1/1000% là cái con vật đó nó sẽ quay lại nó đã thương mình, nó cắn mình, thì đó cũng là một cơ hội nó sẽ làm tổn hại tới mình hoặc là những người trong gia đình mình. Vậy mà tại sao bà có thể nuôi cái con trăng đó ở trong nhà được vậy? Nhưng mà thực tế có rất nhiều người nuôi trăng ở trong nhà, nuôi rắn ở trong nhà, trong khi ở nhà có con nhỏ và cho rắn, cho trăng chơi với những đứa con của họ nữa. Không hiểu nguyên nhân vì sao luôn á. Thì mỗi người có một cái cách xử sự riêng, có một cái cuộc sống riêng. Thì mình không có nói được cái cuộc sống của người ta, nhưng mà thôi, nói riêng cái bà ở trong cái chuyện này đi, là bực bả đó, tức bả đó, đọc mà sôi, máu sôi sùng sục. Cái cảm giác mà mình không biết cái câu chuyện nó đi đâu về đâu thì mình sẽ rất là háo hức muốn biết cái phần tiếp theo nó như thế nào. Nhưng mà cái cảm giác mà mình biết chắc chắn cái kết cục của nó là như vậy, mà cái bà này bà lại không có làm cái điều mình cứ tức á các bạn. Tại sao bà lại không làm như vậy? Tại sao bà lại làm như vậy? Và sao lại bà không làm như vậy? Giống như khi mà mình xem một cái bộ phim mà nói là đừng, giống như cái phim Dương Hy Công Lược mà thấy cái bà hoàng hậu bà nhảy là kêu đừng nhảy, rốt cuộc bà hoàng hậu bà cũng nhảy, các bạn cũng nhảy lầu chết. Cái cảm giác đó rất là tức, rất là uất ức luôn á. Ok, và đó là hai cái câu chuyện ngày hôm nay mà Bắp kể đến với các bạn. Cái câu chuyện thứ nhì là cho Bắp tức giả mang tức các bạn. Còn cái câu chuyện đầu tiên á, khi mà Bắp vừa đọc xong là đúng là nổi hết cả da gà. Mặc dù bây giờ là đọc lại lần thứ nhì là không có nổi da gà nữa, trai lần cảm xúc rồi, nhưng mà lần đầu tiên khi mà đọc cái dòng chữ mà cái tên kia viết ở trên tường, sau khi mà mình đọc được cái dòng chữ là mày có cảm thấy may mắn vì mày đã không mở đèn lên hay không? Sau đó mình quay trở lại và tưởng tượng lại một lần nữa toàn cái khung cảnh xảy ra cái lúc đó như thế nào thì lại khiến cho mình càng rùng mình hơn. Những cái câu chuyện này hay một cái á, là mình đọc cái kết, khi mà cái kết nó bùng lên cho mình như vậy rồi thì mình mới liên tưởng lại cái khúc đầu nó như thế nào, rồi mình lại bắt đầu cảm nhận những cái đó. Trời ơi, nó phê. Những cái câu chuyện như vậy đọc nó phê dữ lắm luôn á. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.